Xin chào các bạn, người lại là Sú đây. Và video này chính là video đầu tiên của năm 2019. Mình nhận ra là từ khi mình mới làm YouTube cho đến giờ thì mình chưa có một cái sự giới thiệu nào mà nó chính thức đến mọi người. Vậy nên hôm nay mình sẽ làm một cái video về những cái sự thật về bản thân mình, để cho mọi người có thể hiểu mình hơn và bọn mình có thể gần gũi với nhau hơn. Yep, và mình rất mong là mọi người sẽ thích video này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên thì có một cái mọi người đã thắc mắc rất là nhiều rồi, đấy là tên thật của mình. Thì tên thật của mình tên là Nguyễn Thu Hương. Yep, bởi vì mình sinh vào mùa thu nên là mình có tên đệm là Thu. Ở nhà thì bố mẹ gọi mình là Cún. Còn bạn bè và cái tên mà mọi người hay gọi mình, hay biết đến mình nhiều nhất chính là Sú. Tại sao lại là Sú? Bởi vì hồi cấp 2, chính xác là hồi lớp 7 hoặc lớp 8 gì đấy, thì mình đã từng rất là thích chị Suli. Thì hồi đấy mình đã đặt tên Facebook là Suli. Thì có một người bạn của mình đã rút ngắn cái tên đó lại và gọi mình vào một cái tên dễ gọi hơn, dễ nhớ hơn, đấy là Sú. Và mình đã dùng cái tên Sú từ hồi lớp 8 cho đến tận bây giờ. Tên channel của mình thì mình lấy từ tên Instagram của mình. Tại sao lại là Sulicious? Thì hồi lớp 11 mình có bắt đầu lập Instagram. Thì mình muốn là cái tên tài khoản Instagram của mình nó độc, nó thật là ấn tượng ấy. Thế nên là mình muốn nghĩ một cái từ gì đấy mà kiểu chỉ có mình có. Thế nên là mình đã đặt là Sulicious. Suli là cái tên, còn Shus như kiểu là một cái đuôi của một tính từ kiểu delicious. Và cái tên Instagram đấy mình đã dùng từ năm lớp 11 cho đến tận bây giờ. Và mình đặt luôn cho tên channel của mình luôn. Mình sinh ngày 17 tháng 8 năm 1998. Tức là năm nay mình đã 21 tuổi. Oh my god. Và bởi vì mình sinh vào tháng 8 nên là cung hoàng đạo của mình là cung sư tử. Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Và mình đã từng học một năm đại học ở Việt Nam trước khi mình bay sang Nga du học. Mình là chị cả trong nhà và dưới mình thì còn một em trai nữa. Mình có 4 lỗ bấm khuyên. Ở bên tay trái của mình có 3 lỗ bấm, còn bên phải thì chỉ có 1 thôi. Và mình đang có ý định đi xỏ thêm, bởi vì mình rất là thích xỏ bên tai ấy. Mình không có hình xăm nào cả, bởi vì thật sự là mình cho rằng cái việc xăm ấy thì nó phải gắn với một cái gì mà mình thật sự thích, thật sự là có ý nghĩa với mình thì mình mới xăm nó lên người, lên cơ thể của mình. Mình cực kỳ thích mèo. Mình đã nuôi 3 em mèo. Một em tên là Miley là mèo Anh lông ngắn. Một em tên là Sugar là mèo Scotland tai cụp. Còn một em tên là Suzy là mèo tam thể. Nếu như mà mọi người có xem những cái video trước của mình mà mình quay trong phòng ký túc xá ấy, thì mình có treo những cái tấm poster của BTS. Thì đúng rồi đấy, mình là một ARMY. Bias của mình là Suga. Bởi vì bias của mình là Suga nên là mình mới đặt tên cho con mèo của mình là Suga. Dĩ nhiên là mình không gọi là thích riêng Suga. Mình thích cả 7 người. Và thật sự là BTS đã truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều, là một cái nguồn động lực rất là to lớn để mình có thể gọi là cố gắng. Bởi vì thật sự là phải cố gắng thì mới đạt được những cái thành công giống như BTS đã làm. Ngoài BTS ra thì mình cũng có thích rất nhiều nhóm khác. Với các nhóm nữ thì mình thích nhất là Blackpink, Twice, G-Idle. Nói chung là những cái nhóm mà có concept mà nó girl crush. Nếu mà có một đất nước mà mình muốn đến ngay bây giờ thì chắc là Hàn Quốc. Tuy nhiên là bởi vì muốn gặp idol. Và thứ hai nữa là mình rất là thích đất nước Hàn Quốc từ rất là lâu rồi. Thế là mình rất là muốn đến Hàn Quốc một lần. Mình rất hay nói lắp. Mọi người có thể thấy là mình nói rất là trôi chảy, rất là tự nhiên trên video. Nhưng mà không, thật ra là khi mà mình quay video ấy thì mình rất là tốn công sức vào việc nói. Có khi mình phải nói đến khoảng 4 đến 5 lần thì mình mới nói thành một câu hoàn chỉnh. Còn nếu không thì mình nói lắp, mình nói sai rất là nhiều. Và cái việc mà mình làm vlog này cũng là một cái mà mình đang nỗ lực để gọi là chữa cái bệnh nói lắp, kiểu như thế. Một tật xấu tiếp theo là mình rất là hay cắn cái da tay ở bên cạnh móng tay này. Những cái lúc mà mình đang suy nghĩ hay là đang kiểu căng thẳng ấy thì mình rất là thường cắn cái da tay như kiểu như thế này, trong trạng thái như thế này hoặc là như thế này. Nếu như mà mọi người tiếp xúc với mình lần đầu tiên ấy thì mọi người sẽ rất dễ bảo mình chảnh, bởi vì mình rất là hay ngại, rất là hay xấu hổ, nhất là khi gặp người lạ hoặc là gặp người lớn ấy thì mình
thường sẽ kiểu ngủ im và mắt mình sẽ kiểu nhìn xuống đất ấy. Mình bị cận và mình có đeo kính, mỗi mắt mình cận khoảng 2 độ hoặc là hơn gì đấy. Nhưng mà thường mình đi ngoài đường ấy thì mình sẽ không đeo kính, bởi vì thứ nhất nó rất là vướng, thứ hai là đeo kính nhiều thì mắt nó trông sẽ bị dại. Vậy nên mình rất là hay gặp cái tình huống khó xử là khi mà mình đi ngoài đường ấy và mình không đeo kính ấy, thì mình sẽ thường không nhìn thấy mặt của cái người quen, người đối diện. Kiểu rất gần thôi mà mình cũng không thể nào nhìn thấy được mặt của họ ấy. Thì mình chỉ nhìn thấy cái dáng hình của họ thôi. Còn cái phần mặt ấy, nó sẽ mờ đi hết, nó sẽ không thể nhìn thấy mắt, mũi, miệng luôn. Thế nên là rất khó để mà có thể nhận ra người quen ở trên đường. Thế nên là nếu có ai gặp mình mà thấy mình không chào thì cũng thông cảm cho mình, bởi vì thật sự là mình không thể nhìn thấy gì hết. Mình xin lỗi. Mình rất thích mặc áo phông, áo sweater, áo hoodie. Và nếu như mà mình có đi chọn quần áo thì mình sẽ thường chọn những cái thứ đấy trước tiên. Và mình luôn luôn ưu tiên một cái tiêu chí là phải thật basic. Phải thật basic. Nếu như mà kiểu mình đi lựa quần áo ấy mà mình thấy một cái áo nó rất là basic, thế nhưng mà khi mà mình lật đằng sau lên ấy và mình thấy một cái chữ gì đấy hay là một cái họa tiết gì đấy nhìn nó rất là không liên quan, nhìn rất là không ăn nhập, hoặc là nhìn nó rất là ba chấm, thì mình sẽ cảm thấy cực kỳ mất hứng luôn. Mình là một người khá là cầu toàn trong mọi chuyện. Mình mà không thích làm thì mình sẽ kiểu từ chối, mình sẽ không nhận, không làm ngay từ đầu. Nhưng mà nếu mà mình đã làm rồi thì mình sẽ cố gắng làm nó một cách hoàn hảo nhất có thể. Mình rất là hay quên. Hay quên theo cả hai nghĩa là để đâu quên đấy. Và theo nghĩa thứ hai, tớ có thể giận người khác vào 5 phút trước, nhưng mà 5 phút sau thì tớ đã quên sạch rồi. Mình từng niềng răng. Và lúc đấy thì thực ra mình còn rất là nhỏ thôi, còn khoảng lớp 3, lớp 4 gì đấy. Thì hồi đấy mình vừa mới thay răng xong và cái hàm trên của mình nó rất là xấu, nó rất là khốc khểnh ấy. Và hai cái răng cửa nó còn thưa nhau, nó tạo một cái khe, nó trông rất là xấu. Thế nên là bố mình đã quyết định là đưa mình đi niềng răng. Và mình nghĩ đấy là một quyết định khá là sáng suốt của bố mình. Cảm ơn bố. Da mình rất ít khi, rất hiếm khi bị mụn. Mình nghĩ khoảng 70% là do mình hưởng cái gen da đẹp từ bố mẹ mình ấy. Thế nên là mình cảm thấy rất là may mắn. Mình có một cái sở thích khá là dị và mình nghĩ là không phải một mình có. Đấy là mình rất là thích xem video nặng mụn. Trời ơi, mình có thể xem cái video đấy cả ngày mà mình không biết chán. Mà mỗi cái lần mà mình xem ấy thì mình cảm thấy thật sự rất là thư giãn, rất là kiểu thoải mái bằng một cách rất là kỳ lạ đấy, mình không thể nào mà giải thích được. Mặt mình rất là tròn. Mọi người có thể thấy trên video là mặt mình đã rất là tròn rồi, khi chụp ảnh nó còn kiểu tròn to hơn thế rất là nhiều. Không phải là bởi vì mình béo, không phải là bởi vì mình ăn quá nhiều, mà là thật sự nó là một cái bẩm sinh. Để mình cho mọi người xem ảnh của mình hồi bé, mọi người sẽ tin ngay. Đây là tấm ảnh của mình hồi bé, hồi mình học mẫu giáo gì đấy. Đây mọi người thấy hai cái mặt nó vẫn bơ như nhau, không khác gì hết. Mình trông có vẻ là một người hướng ngoại, nhưng mà không, thật ra ngược lại, mình là một người rất là hướng nội. Mình rất là sợ đám đông. Kiểu khi mà mình đi ra đám đông ấy thì mình thường rất là sợ. Mình như kiểu là bị rút hết năng lượng ấy. Mình sẽ cảm thấy rất là chóng mặt, rất là đau đầu, xong rồi ù tai, không thể nghe đến một cái gì nữa. Và vừa rồi là một số những cái sự thật về bản thân mình mà có thể mọi người chưa biết hoặc mọi người đã biết rồi. Thế nhưng mà mình vẫn rất mong là mọi người sẽ thích cái video này. Và hôm trước thì channel của mình đã chính thức chạm mốc 10.000 subscriber. Thế nên là hôm nay mình sẽ dành một ít phút ở trong video này để cảm ơn mọi người. Mình chưa bao giờ nghĩ là channel của mình sẽ chạm được đến mốc 10.000 subscriber. Thật sự là không thể tin nổi luôn. Mình rất là cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình, đã xem video của mình và thích video của mình. Và mình mong là trong tương lai thì mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình, vẫn sẽ yêu quý mình và thích những cái video mà mình làm. Vậy thôi, còn video này thì mình xin phép được kết thúc tại đây. Cũng đừng quên like cũng như subscribe channel của mình để ủng hộ mình, cũng như là để theo dõi những cái video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì bye bye.